Kết thúc tháng đầu tiên của năm 2024, xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam đã đạt được những con số ấn tượng, thị trường dần phục hồi tốt, các mặt hàng xuất khẩu tăng đột biến. Trước những tín hiệu tích cực này thì Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng Đức Tiến nhấn mạnh, những mặt hàng xuất khẩu đều tăng tốc, báo hiệu một năm khả quan cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp trong tháng 1 năm 2024 đạt 5,14 tỷ đô la Mỹ tăng đột biến 79,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu lâm sản thu về 1,49 tỷ đô la Mỹ, tăng 72,5%. Xuất khẩu thủy sản đạt 730 triệu đô la Mỹ, tăng 60,8%. Xuất khẩu nông sản đạt 2,71 tỷ đô la Mỹ, tăng 93,8%. Đầu vào sản xuất 177 triệu đô la Mỹ, tăng 49,2%. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tới các thị trường đều tăng trưởng dương có thị trường tăng gấp 2 đến 3 lần. Cụ thể, xuất khẩu sang khu vực châu Mỹ đạt 1,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 93,6%. Châu Phi 104 triệu đô la Mỹ, tăng 185,4%. Châu Á đạt 2,52 tỷ đô la Mỹ, tăng 86,3%. Châu Âu 532 triệu đô la Mỹ, tăng 38,2% và châu đại dương là 78 triệu đô la Mỹ, tăng 100,9%. Hiện Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 23%. Tiếp sau là Mỹ, chiếm 20,8%, Nhật Bản chiếm 7,4%. Đáng chú ý, chỉ trong một tháng, ngành nông nghiệp xuất siêu 1,43 tỷ đô la Mỹ tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2023. Riêng về thị trường Trung Quốc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, đây là thị trường có hơn 1,4 tỷ dân, sức tiêu thụ hàng hóa rất lớn, nhưng muốn khơi thông để đưa nông sản sang thị trường tiềm năng này, phải làm cửa khẩu thông minh, đẩy mạnh thương mại điện tử vì đây là xu hướng tất yếu. Ngoài Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng xác định Mỹ, Nhật Bản, EU là thị trường trọng điểm. Tới đây Bộ sẽ thúc đẩy mở cửa các thị trường mới còn nhiều tiềm năng như các nước hồi giáo, Trung Đông, châu Phi, đồng thời tận dụng các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là hiệp định CPTPP, EVFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản chủ lực, hỗ trợ doanh nghiệp ký kết đơn hàng xuất khẩu mới. Thưa quý vị, vấn đề đảm bảo sức khỏe cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán luôn được đặt lên hàng đầu trong kỳ nghỉ lễ. Chính vì vậy, vừa qua Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các cơ sở y tế trực thuộc để sẵn sàng các phương án ứng phó với tình huống cấp cứu dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Cụ thể, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện cần đảm bảo thuốc, máu, vật tư, hóa chất, giường bệnh để kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, cần xây dựng phương án chi tiết để đảm bảo công tác trực cấp cứu nếu xảy ra hàng loạt thảm họa, tai nạn ngộ độc. Các bệnh viện cũng cần phải phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phục vụ hỗ trợ cấp cứu y tế khi có yêu cầu. Sở Y tế cũng giao Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị phương án cấp cứu tại các sự kiện đông người, sẵn sàng nhân sự phục vụ công tác cấp cứu. Đơn vị này cũng cần làm làm đầu mối tiếp nhận thông tin, điều phối, phục vụ công tác cấp cứu y tế nếu cần. Bên cạnh đó, để chủ động ứng phó với các dịch bệnh dịp Tết Nguyên Đán, các bệnh viện cần ra soát, tăng cường công tác tiếp nhận, thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Trong trường hợp tình hình COVID-19 căng thẳng, các bệnh viện này cũng cần sẵn sàng nhân sự, chuyên môn, vật tư, trang thiết bị y tế để sẵn sàng ứng phó. Ngoài ra, các bệnh viện cần phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) giám sát các ca bệnh cũng như là biến thể. bao giờ cho đến tháng 10 bát cơm thì trắng bát dươi thì đầy. Đó là câu ca dao mà những người dân ở huyện Tứ Kỳ của tỉnh Hải Dương thì vẫn truyền lại cho nhau khi mà dươi là sản vật mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này từ ngàn đời cho đến nay. Dươi từ lâu đã được coi là món đặc sản trời ban và chỉ có tại vài tỉnh miền Bắc, trong đó thì có thể phải kể đến Tứ Kỳ của Hải Dương. Hàng năm khi mà mùa thu hoạch dươi đầu đông tới thì những người sành ăn yêu thích món dươi đều tìm về đây để mua bằng được mẻ dươi ngon, thưởng thức hương vị đặc trưng của loài thủy sản nước lợ quý giá này. Vâng và trong những ngày trong những năm gần đây thì nhiều hộ dân tại xã An Thanh huyện Từ Kỳ của tỉnh Hải Dương cũng đang áp dụng công thức là luân canh lúa rươi lúa cái kết hợp với phát triển du lịch sinh thái miền quê. Mô hình lúa rươi đang mang tới những lợi ích về môi trường, góp phần bảo tồn nguồn gen rươi giống, tạo đa dạng sinh học và tăng hiệu quả sử dụng diện tích mặt nước, từ đó cũng tăng hiệu quả kinh tế. Hiện nay sản phẩm được chế biến từ rươi cũng đã đạt được các ô cốp 4 sao và đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương. Chuẩn bị cho vụ xuân 2024, bà con xã An Thành, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đang cần mẫn chăm chỉ tranh thủ cải tạo phục hồi đất, khơi thông canh mương. Những ruộng lúa xanh tốt, đặc biệt là những con rươi, con cái béo mầm, từ lâu đã trở thành biểu tượng cho phong trào phát triển nông nghiệp hữu cơ của địa phương. Không gây giống hay nuôi được, việc rươi đến từ đâu, ăn gì, không ai hay biết. Vì thế, người dân An Thanh chỉ biết bảo nhau tạo môi trường sống tốt hơn cho dươi. Do đó, xã An Thanh đã xây dựng đề án quy hoạch vùng sản xuất theo định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp sạch, an toàn, hướng đến du lịch sinh thái, nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường bền vững giai đoạn 2021-2025. Nhân dân cũng chưa nhận thức được cái việc là chưa nhìn thấy được cái lợi ích kinh tế của nó do vậy là cái hạn chế trong cái việc diện tích một số diện tích vẫn còn là manh muốn. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hát một trong những hộ tích cực nhất trong phong trào sản xuất canh tác hữu cơ đã trở thành đầu tàu cho bà con học tập và làm theo. Không có cái tiếp xúc với cái hóa chất và cái thuốc trừ sâu, cho nên là cái môi trường nó đã xanh sạch đẹp rồi thì cái sức khỏe nó cũng đã tạm ổn định. Khi mà mình đã dùng những cái thực phẩm sạch rồi thì cái sức khỏe của mình là nó cũng rất là đảm bảo. Cây lúa hữu cơ cũng như là nuôi dây cái thì đều là sinh hoạt trong môi trường sạch ví dụ trên các cái vùng đất thì có trồng các cái rau cỏ này độc rau sạch thứ hai nữa là cái nước đây coi nếu nước từ chiều lên thì nói chung là cái nguồn nước nói không dám khẳng định nhưng mà cũng sạch gần như là nước tươi tương đối sạch ví dụ như là kể cả tắm rửa hoặc là giặt dụ cũng rất sạch sẽ chứ từ những hộ đó thì cũng có tính lan tỏa rất lớn tới những các hội viên khác dẫn đến hiện nay là gần như là khoảng độ tám chín mươi là khu vực của nông nghiệp An Thanh là chuyển sang làm những vùng quy hoạch là gần như họ đã làm đang làm mà làm rất mạnh mẽ đặc biệt là khu vực nội đồng. Cho đến nay, xã An Thanh tự hào có 5 sản phẩm ô cốp 3 sao, 4 sản phẩm từ dươi mang lại mức thu nhập bình quân đầu người lên tới 67 triệu đồng một năm. Tại vùng sản xuất hữu cơ này, dưới đất là dươi, bờ ruộng là cấy, tiếp đến là lúa trên ruộng, trên bờ rau ăn lá, rau gia vị và trên cùng là cây ăn quả. Tất cả hòa quyện và tạo ra một hệ sinh thái bền vững. quý vị, từ ngàn xưa thì sự tích trầu cau và tục ăn trầu thì cũng đã trở thành nét đẹp văn hóa trong tập quán của con người Việt Nam. Cùng với thời gian thì trầu cau đã trở thành một biểu tượng văn hóa gắn liền với sự trân trọng về tình cảm nói chung và cả về hạnh phúc nói riêng nữa. Ngày nay thì dù là các thế hệ người Việt đã sống trong hoàn cảnh xã hội mới, thế nhưng trầu cau thì vẫn có mặt trong đời sống và vẹn nguyên ý nghĩa tinh thần mà nó mang lại. Vâng, còn ngày nay thì khi mà cuộc sống cũng ngày càng hiện đại hơn, số người ăn trầu cũng đã giảm đi, không còn nhiều người trồng cây cau, cây trầu như là trước đây nữa. Do vậy một số cư dân ở vùng Tân Châu, Hồng Ngự thuộc tỉnh An Giang và Đồng Tháp vẫn giữ nghề truyền thống là nghề trồng trầu cho đến nay. Mùa Tết trầu đắt hà, bán được giá, những vườn trầu xanh tốt gợi lại những không khí của ngày xưa. Hàng chục năm trước, cùng với làng trầu Long Sơn ở bên kia sông, Dây trầu cũng bén rễ trên đất màu mỡ ở bên đây sông Cái Vừng. Sau thời gian thăng trầm, những vườn trầu ở đầu cồn Long Thuận đã dần bị thay thế bởi những loại cây khác. Và nay, ông là hộ hiếm hoi trong ấp còn giữ nghề trồng trầu. Theo người nông dân này, trồng trầu lắm công phu, từ đóng cọc, làm giàn, cho đến lên luống rồi khai mương. Vì loại cây dây leo này vốn nắng không ưa, mưa không chịu, nên người chồng phải canh nước sao cho không quá ngập cũng chẳng quá khô. Những sạp trầu này đã gắn liền và trải qua giai đoạn thăng trầm với nghề trồng trầu ở vùng đầu nguồn Tân Châu, Hồng Ngự. Chị Ngô Thị Mỹ Hằng là thế hệ thứ ba tiếp nối nghề trầu cau của gia đình. Chị đã có 17 năm đi chợ. Cái thời điểm này là gần cận Tết rồi cho nên là khách người ta sẽ mua từ 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 từ, người ta sẽ mua trước. Đã tới, tới cái mùa Tết đến người ta sẽ mua dựng niêu, rồi những cái người từ là là bình dương đồng tháp hay là, là các xứ đổ về chỗ này để người ta mua đặng về cho ông bà cha mẹ cúng vắng người mua thưa người bán nhưng đâu đó trầu vẫn hiện diện trong nếp sống của nhiều gia đình người ta mua vài lá trầu miếng cau cúng đám tết thì để dựng niêu cũng có những khách quen như bà lệ cứ 2 ba ngày là ghé ngang mua một ít cau trầu làm quà gửi cho người mẹ khuất bóng đã lâu. chào hồi đó nha, hồi đó tới giờ luôn. Giờ cũng mình phải cúng chầu lấy cái lọc lại con mẹ. Mặc dù nhu cầu người tiêu dùng không còn ăn nhiều chầu, thì ở tại huyện Hồng Ngự, Tân Châu, An Giang, chầu vẫn xanh tốt, bền bỉ với thời gian. Cuộc sống vận động và thay đổi không ngừng, nhưng lá chầu, miếng cau vẫn chứa được nhiều giá trị trong đời sống văn hóa và được nhiều người, nhiều gia đình giữ gìn và tiếp tục truyền lại cho đời sau.